Cơ hội và thách thức thu hút đầu tư cho nhà ở xã hội xanh. 1. Bối cảnh hiện tại của nhà ở xã hội. Trong những năm gần đây, nhu cầu về nhà ở xã hội tại Việt Nam ngày càng tăng cao, đặc biệt là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt trong bối cảnh phải đáp ứng các tiêu chí xanh theo yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tính đến nay, số lượng dự án nhà ở xã hội hoàn thành và đưa vào sử dụng vẫn chưa đạt được như mong đợi so với kế hoạch của chính phủ. 2. Thách thức pháp lý và tài chính trong việc thu hút đầu tư. Một trong những rào cản lớn nhất đối với các nhà đầu tư khi tham gia vào lĩnh vực nhà ở xã hội là các quy định pháp lý phức tạp và không đồng nhất giữa các địa phương. Những vướng mắc này gây khó khăn trong việc xin cấp phép và triển khai dự án. Ngoài ra, chi phí đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội thường cao do phải đáp ứng các tiêu chí về xây dựng xanh, bao gồm việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và các công nghệ tiết kiệm năng lượng. Điều này tạo ra áp lực lớn về tài chính, đặc biệt là đối với những dự án dành cho người thu nhập thấp. Cơ hội từ chính sách hỗ trợ và tầm quan trọng của tiêu chí xanh trong nhà ở xã hội. Vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.